bây giờ ta sẽ khai sáng cho con ấy, phá hình phá tướng cho con. Thường thường các con đều chấp hình chấp tướng, vô minh mê lầm. Bây giờ ta hỏi con ấy, cái việc thân xác này của con hay của tất cả mọi người đi đứng nói cười làm việc được là do não điều khiển hay do đâu điều khiển? Do não điều khiển hay do dây trung ương thần kinh điều khiển hay do cái gì đó điều khiển? Bộ gì con? Não. Bộ não điều khiển. Còn con thấy do bộ não điều khiển hay dây trung ương thần kinh điều khiển hay do đâu? Do dây thần kinh trung ương. À, bác thấy là cái việc đi đứng nằm ngồi của thân thể này, suy nghĩ nói cười được là do não điều khiển hơn do dây trung ương thần kinh điều khiển? Do dây trung ương thần kinh điều khiển. Con trưởng. Dạ, do thần kinh trung ương điều khiển. À, bác thấy do đâu? Do tâm mình điều khiển. Còn con nghĩ là do đâu? Do não điều khiển. Có nghĩa phần lớn ấy, đây là một cái sự mê lầm vô minh của tất cả các con đây và nhiều người trên thế giới luôn. Hầu như gọi là đến 95% dân số thế giới đều nghĩ như vậy. Đều nghĩ là mình là cái thân xác này. Rồi tất cả mọi cái việc đi đứng nói cười hoạt động của cái thân xác này là do não điều khiển hay do dây trung ương thần kinh điều khiển. Nếu các con nói như vậy, các con hoàn toàn phủ nhận linh hồn mình điều khiển. Nếu các con nói như vậy thì đồng nghĩa với việc là sau khi thân xác này chết đi, não cũng sẽ bị đốt, hỏa táng, rồi dây thần kinh cũng sẽ hỏa táng, thiêu đốt đi, và tất cả xương, thịt đều hỏa táng hết. Thì lúc đấy là một nắm tro, đúng không? Thì không lẽ lúc đấy mình sẽ là một nắm tro? Nếu mà nói não điều khiển, dây trung ương thần kinh điều khiển hay cơ bắp hay cái gì gì đó điều khiển, một vật chất điều khiển các con nhỉ, thân xác này, thì có nghĩa là gì? Khi chết đi mình đốt hết sạch, đốt sạch đi, não cũng bị đốt, dây trung ương thần kinh cũng bị đốt, và tất cả bộ phận của cơ thể đều đốt, thì lúc đấy mình sẽ là một nắm tro, đúng không? Nếu mà hiểu như vậy thì không ngã là mai kia mình chết đi là hết, không còn cái gì, không còn linh hồn, không còn sự sống, chỉ là một nắm tro. Nếu mình nhận thân xác này là mình nhá, và mình nhận là tất cả đều do não điều khiển nhá, thì cuối cùng mình sẽ như vậy, có đúng không? Quý vị thấy chỗ này có mâu thuẫn không? Đấy, tại vì quý vị nói như vậy nghĩa là quý vị hoàn toàn phủ nhận linh hồn điều khiển, vị Phật bên trong của mình điều khiển. Nếu mà tất cả nói là mọi cái việc đi đứng nằm ngồi này, rồi thở ra hít vào này, rồi nói cười được đều do não điều khiển, dây trung ương thần kinh điều khiển, đây là một sự sai lầm, một sự vô minh trên quý vị mới khổ. Tức là quý vị quên mình là Phật, quý vị quên mình là Thượng Đế, nên quý vị mới gọi là sống vô minh, mê lầm, ngã chấp, nên quý vị mới khổ. Tức là gì? Quý vị nhận thân xác này là mình, đồng hóa mình với thân xác, rồi đồng hóa mình với bản ngã, với cái tôi, cái ta này. Có nghĩa là quý vị luôn luôn nghĩ là tôi làm, tôi suy nghĩ, tôi sáng tạo ra. Đấy, thành ra toàn là cái tôi, cái ta. Cho nên quý vị mới khổ. Cho nên Đức Phật mới nói thì ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Quý vị là Phật chưa thành, là ở cái chỗ quý vị đang mê nằm vô minh này, nhận thân xác này là mình, nhận bản ngã, tâm trí, đầu óc hư dối không có thật này là mình. Tại vì thân xác này đấy chỉ là hư dối thôi, chỉ là đất nước gió nở hợp thành, nó không có thật đấy. Có nghĩa nó không tồn tại mãi mãi, nhưng mà con người chân thật bên trong của quý vị, linh hồn của quý vị là bất diệt đấy. Không sinh mà cũng không có diệt. Những cái thân xác này thì có sinh có diệt, sinh ra rồi già đi, bệnh rồi bệnh và chết đi. Cái thân xác thì như vậy, còn linh hồn của quý vị đấy là trường tồn, là bất sinh bất diệt, là bất tử, quý vị nhá. Vâng,
Để Tuấn Hưng chỉ cho quý vị cái mê nẩm của quý vị ấy. Có rất là nhiều người còn trẻ còn khỏe này đấy, thậm chí không có bệnh tật gì về não, quý vị hoàn toàn phải yên lặng lắng nghe chỗ này, mở tâm ra lắng nghe nhé. Nhưng là hoàn toàn phải mở tâm ra để nghe chỗ này, để mình thực sự phải thấu ngộ chỗ này. Tuấn Hưng đang phá hình phá tướng cho quý vị để quý vị thực sự liễu ngộ quý vị là ai. Có nhiều người còn trẻ còn khỏe, không có bệnh tật gì về não, không có bệnh tật gì về dây thần kinh trung ương, không có bệnh tật gì về thân thể, nhưng có khi họ vừa nằm xuống ngủ 1-2 tiếng sau rồi thân thể họ hoàn toàn cứng đơ cứng ngắc, không còn hơi thở, tim ngừng đập, mà người đời gọi là chết ấy. Nếu nói là não điều khiển, dây thần kinh điều khiển, thì tại sao lúc này họ hoàn toàn nằm im bất động? Mà thân thể vẫn còn ấm, họ chưa từng có tiền sử về não, chưa có tiền sử về dây thần kinh và chưa có bệnh tật gì. Thậm chí có người rất còn trẻ, có thể là vài tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, già có, trẻ có. Rất là nhiều người như vậy quý vị từng chứng kiến đúng không? Đấy, mà người đời gọi là chết đấy. Thật ra khi mà chết như vậy có nghĩa là cái linh hồn mình thoát ra khỏi thể xác, thì thể xác này sẽ nằm im bất động quý vị không? Đấy, thể xác, cái linh hồn bước đi đầu thai một chỗ khác, hoặc đi đến cảnh giới nào đó, hoặc cái thân thể này đã đến ngày đến giờ phải trả lại cho đất nước đó nữa rồi, trả lại cho cát bụi rồi, quý vị không? Quý vị hiểu không? Còn linh hồn sẽ bước ra đấy, đi về thế giới của mình theo cái nghiệp duyên của mình, người mà người đời gọi là chết đấy. Nên khi hiểu như thế này, quý vị hoàn toàn liễu ngộ rằng là gì? À, không phải não, do não điều khiển. Não không phải do dây trung ương thần kinh điều khiển, mà do linh hồn điều khiển. Cũng như vậy, quý vị ở đây chắc ai cũng từng nhìn chiếc, thấy chiếc xe ô tô đúng không? Chiếc xe ô tô ấy, nó rẽ ngang, rẽ trái, rẽ phải được, quý vị biết do đâu không? Quý vị biết do đâu không? Do người điều khiển ở bên trong, quý vị nhá. Chiếc ô tô nó rẽ ngang, rẽ phải, rẽ trái, nó tiến, nó lùi, hoặc là bật đèn xi nhan, rồi thậm chí là bật âm thanh loa đài ở trong đó, đều là do người điều khiển, quý vị không? Chẳng hạn như chiếc ô tô tôi đang để ở trước trước nhà kia, mình là một chiếc ô tô mới mua, chưa hề hỏng hóc bao giờ, chưa hề bị hỏng hóc bất cứ một bộ phận nào, hầu như còn nguyên, còn mới nguyên đấy, mới chạy được vài nghìn cây số thôi, nhưng bây giờ nó đang nằm im bất động ở trước nhà này, quý vị không? Bởi vì sao? Bởi vì người điều khiển nó đã bước ra khỏi chiếc xe ô tô rồi. Thì cho dù chiếc ô tô này nó còn nguyên tất cả các bộ phận, mà các bộ phận không hề hỏng hóc, động cơ, xăng dầu, bánh, vô năng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mà chiếc ô tô lúc này là nó hoàn toàn nằm im bất động, tức là gì? Người điều khiển đã bước ra khỏi chiếc ô tô rồi, quý vị hả? Nhưng bây giờ tôi lại bước vào chiếc ô tô và tôi điều khiển nó, thì nó sẽ đi theo cái ý của tôi, quý vị hả? Thì con cái thân xác này của quý vị nó cũng y hệt như chiếc ô tô, nó không có khác gì cả. Cái người điều khiển bên trong quý vị, bên trong cái thân xác này mà bước ra, quý vị nhá, thì thân xác này cũng nằm im bất động như chiếc ô tô kia, mặc dù là tất cả các bộ phận của cơ thể còn nguyên vẹn, không bị bệnh tật gì, cũng sẽ nằm im bất động. Và lúc đấy một sợi tóc quý vị cũng không nhúc nhích được, không cầm lên được, một ngón tay quý vị cũng không nhúc nhích được, bởi vì là người điều khiển linh hồn đã bước ra khỏi thân xác này, vị Phật bên trong của quý vị đã bước ra khỏi thân xác này, thì thân xác này sẽ nằm im bất động và không còn sự sống nữa, nghĩa là không còn động đậy nữa, không còn cử động, không còn đi đứng nói cười được, quý vị có hiểu không? Nhưng cái mê nầm của quý vị và của nhiều người trên toàn thế giới này là cứ nghĩ là gì, mình là thân xác này, rồi tất cả cái việc đi đứng nói cười, suy nghĩ làm việc được đều là do não điều khiển, quý vị hả? Đây là một cái sự mê nầm, một sự vô minh. Nói như vậy là chết là hết, không còn. Nếu mà nói là não điều khiển, dây trung ương thần kinh điều khiển, là đến khi chết đi
thiêu đốt, nghĩa là cho vào máy hỏa táng thì não cũng phải hỏa táng, dây thần kinh cũng thành tro bụi, rồi tất cả đều đốt thành tro bụi, thì lúc đấy là mình hoàn toàn là cái gì? Không lẽ là mình là một nắm tro, quý vị hiểu không? Có linh hồn. Nếu mà hiểu như vậy là không có linh hồn, phủ nhận linh hồn, quý vị hiểu. Và để Tuấn Linh chứng minh thêm cho quý vị, có nhiều người họ bị bệnh và đi đến bệnh viện và họ chết, mà rồi bắt đầu kiểm tra trên vi tính, trên điện não đồ là tim đã ngừng đập, hơi thở đã hết, rồi bác sĩ đưa họ xuống nhà xác, quý vị hả? Đấy, nhưng sau đó 1-2-3 ngày họ lại từ nhà xác họ bước ra, có rất là nhiều trường hợp như vậy. Hoặc là có những cái người mà trong làng, trong xã, trong huyện của quý vị đã từng chết rồi. Đấy, đã chuẩn bị khâm niệm này, đã thuê bạc này, thuê kèn trống đến để chuẩn bị làm ma, đấy, chôn cất. Nhưng sau đó họ lại sống lại. Cái trường hợp này rất là nhiều, quý vị nhá. Nếu mà nói não điều khiển thì tại sao trong 2-3 ngày đấy họ lại nằm im bất động, quý vị hả? Nhưng thật ra trong 2-3 ngày đấy những linh hồn bước ra khỏi thân xác đi đâu đó, quý vị hả? Cho nên cái thân thể nằm im bất động, nhưng vì lý do gì đó hoặc do Phật Bồ Tát an bài, cái linh hồn này lại quay ngược lại cái thân xác này, thì cái thân xác này lại cử động được, lại hoạt động được, quý vị hả? Điều đó lại càng chứng tỏ là gì? Tất cả cái việc đi đứng nằm ngồi của thân xác này hay nói cười của thân xác này đều do linh hồn điều khiển, chủ nhân bên trong mình điều khiển, hay còn gọi là vị Phật bên trong mình điều khiển, hay còn gọi là Phật tánh, thượng đế tánh hay cái gì đấy, quý vị học, hay là tâm thức, hay là tâm, quý vị học, nó có nhiều từ để mà diễn tả về cái linh hồn của mình, hay là ánh sáng, hào quang gì đấy, đại loại như vậy, quý vị học, hay thể vía, hay là thể khí, đại loại như vậy, quý vị ạ. Trên qua bài pháp này, quý vị hoàn toàn phải nhiễu ngộ ra rằng mình không phải là thân xác này, thân xác gì này chỉ là đất nước gió nở hợp thành mà thôi. Đấy, nó có sinh rồi nó sẽ có diệt, sinh ra lớn lên rồi bệnh rồi già rồi chết, quý vị nhé. Không ai mà không tránh khỏi được cái quy luật này. Nhưng con người chân thật của quý vị là bất tử, linh hồn quý vị là bất sinh và bất diệt, không sinh và không diệt, quý vị hiểu không? Và hôm nay quý vị hoàn toàn có ai còn nghĩ rằng cái việc đi đứng nói cười làm việc của thân xác này là do não điều khiển nữa không? Con đã hiểu chưa? Còn mọi người đã thấy cái sự vô minh của mình chưa? Nghĩa là vô minh là thì từ trước nay mình cứ nhận mình là thân xác này. Rồi mình cứ nghĩ là tất cả đều do não điều khiển thân xác này, nhưng quý vị đã hoàn toàn nhiễu ngộ rằng không phải do não điều khiển, não chỉ là một trong những bộ phận của cơ thể mà thôi, quý vị nhá. Đấy, hoặc trong có những câu chuyện ngày xưa ấy, mà có thật luôn ấy, có những người họ bị chém đầu, nhưng trước khi chém đầu họ bảo họ sẽ đi 7 bước và đến đúng cái địa điểm đấy. Và sau khi cái người này bị chém đầu, họ đi đúng 7 bước và đi đúng đến cái địa điểm đó. Bị chém đầu nghĩa là gì? Nghĩa lúc đấy là hoàn toàn mất não đúng không? Đứt dây trung ương thần kinh đúng không? Nhưng mà họ vẫn đi đúng 7 bước và đi đúng đến cái địa điểm mà họ đã từng nói ra trước đó, quý vị hiểu. Nghĩa là điều đó lại càng để cho quý vị hiểu rằng ấy, cái việc đi đứng nằm ngồi này không phải là do não điều khiển, không phải do dây trung ương thần kinh điều khiển. Dây trung ương thần kinh hay não hay là tim hay phổi chỉ là một trong những bộ phận của cơ thể mà thôi. Thì cũng như vậy, chiếc vô năng hay chiếc động cơ trong bộ phận động cơ của chiếc ô tô ấy, nó chỉ là một trong những bộ phận của ô tô mà thôi. Thì cũng như vậy, não của mình ấy cũng chỉ là một trong những bộ phận của cơ thể mà thôi, quý vị hả?
Bây giờ chẳng hạn như chiếc ô tô, tôi tháo cái vô năng hoặc là tháo động cơ ra, thì tôi có vào đó tôi bật máy lên tôi điều khiển cũng không thể điều khiển được. Thì cũng như vậy, bây giờ mà bỏ não đi xong bảo linh hồn vào đấy điều khiển cũng không điều khiển được, tại vì cái thân thể này nó thiếu đi một bộ phận quan trọng của thân thể. Nhưng mà thân thể này đi đứng nằm ngồi được đều là do linh hồn điều khiển, quý vị ạ. Cũng như chiếc ô tô bây giờ nó còn nguyên vẹn tất cả các bộ phận, động cơ, xăng dầu, bánh, vô năng, nhưng mà người điều khiển bước ra khỏi chiếc ô tô thì chiếc ô tô nằm im bất động, không nhúc nhích được đấy, không hề nhúc nhích được một ni một tí nào cả, quý vị nhé. Nên hôm nay quý vị hoàn toàn nhiễu ngộ ra rằng cái việc mình đi đứng nằm ngồi được đều là do vị Phật bên trong của mình điều khiển. Nên Tuấn Hình ấy nói rằng ai cũng là Phật ở chỗ này, quý vị hả? Nên quý vị hãy thường xuyên niệm câu là gì? Con là Phật và con thấy ai cũng là Phật như ân sư của con. Quý vị phải niệm như vậy và quý vị phải thực sự tin tưởng tuyệt đối mình là Phật. Tại vì mình không phải là thân xác này, và mình không phải đầu óc tâm trí này, bản ngã này, thì mình phải thực sự là Phật. Phật là gì? Phật là không hình không tướng, quý vị nhé. Đấy. Mà hay còn gọi là, khoa học người ta gọi là thể vía, hay là hào quang, hay là ánh sáng, đại loại như vậy, quý vị hả? Khi quý vị hiểu như vậy thì quý vị nhìn ai cũng là Phật. Đấy. Nhưng mà tại vì họ đang mê lầm, họ nhận cái thân xác này là mình, rồi họ nghĩ là tất cả mọi việc đi đứng nằm ngồi đều là do não điều khiển, bắt đầu họ mới tự cao tự đại, tôi làm thế nọ thế kia, mà họ không hiểu là tất cả đều là vị Phật bên trong mình điều khiển. Đấy, làm xuyên qua thân xác này, quý vị học. Trên Đức Chúa nói là gì? Ta làm mà không phải ta làm, mà cha ta làm xuyên qua ta, quý vị nhé. Và Đức Phật từng nói là gì? 49 năm qua ta chưa từng nói lời nào. Có nghĩa sau khi Đức Phật đại giác ngộ, toàn giác toàn năng, ngài hoàn toàn nhiễu ngộ rằng đấy, tất cả mọi cái việc ngài đi hoằng pháp, rồi ngài đi giảng đạo đều là Phật tổ tối cao, hay còn gọi là cha của ngài, nói xuyên qua ngài, làm xuyên qua ngài, giảng đạo xuyên qua ngài, chứ không còn có ngài nữa. Tại vì ngài A Nan hỏi là ngài chấp vào hình tướng của Đức Phật, nghĩa là Đức Phật là cái hình tướng đấy, là cái thân xác đấy, là cái tâm trí đầu óc đấy, nên là Đức Phật mới phá mê phá chấp cho ngài A Nan là gì? 49 năm qua ta chưa từng nói lời nào. Nhưng mà thật ra 49 năm qua Đức Phật nói giảng rất là nhiều, quý vị hả? Nhưng mà ngài A Nan thì cứ tưởng là Đức Phật là cái hình tướng đó, rồi tưởng là Đức Phật là cái tâm trí đầu óc này đấy. Cho nên là Đức Phật mới khai sáng bài pháp này. Quý vị có hiểu niệm ngộ chỗ này không? Trên Đức Phật nói là gì? Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Quý vị cứ tu đấy, quý vị cứ thành tâm tu hành thiền định khiêm nhường vô ngã, rồi quý vị cũng sẽ thành Phật như Phật không khác. Và ngài cũng từng nói, Phật tổ tối cao ngài cũng từng nói, ta cho các con đi học chính là ta đi học. Hay trong kinh điển nói là gì? Vạn vật đồng nhất thể là một, quý vị hả? Tất cả vạn vật đồng nhất thể là một. Trên có nghĩa là gì? Vị Phật bên trong của quý vị và vị Phật bên trong ta và vị Phật bên trong người cha, người mẹ của quý vị hay người con của quý vị đồng nhất thể là một, quý vị hả? Nó cùng một thể, quý vị hả? Cũng như nước như vậy, nước thì ở sông, ở ngoài, ở ao, ở hồ, ở suối, quý vị hả? Nhưng cũng cùng một thể là nước, quý vị nhé. Nước ở trong cốc, hay trong ao, hay trong song, trong nồi, trong niêu, hay trong biển, hay trong sông, trong suối. Nhưng mà cùng một thể là gì? Là nước, quý vị nhé. Thì cũng như vậy, hình tướng này bên ngoài là như vậy, có tên người nọ, tên A, B, C, D gì đó, nam, nữ gì đó, là hình dáng bên ngoài. Nhưng bên trong là ánh sáng, là vị Phật, là hào quang, quý vị nhé, là linh hồn. Đồng nhất thể là một như vậy, cùng một thể, quý vị nhé. Nên quý vị phải niễu ngộ ra rằng đấy, ai cũng là Phật ở chỗ này. Chứ quý vị đừng nhìn họ là cái thân xác này, đừng nhìn họ là cái tâm trí đầu óc, cái bản ngã tham sân si này. Những người đang tham sân si mạn nghi đố kỵ hơn thua phải trái đúng sai thật giả đấy, hay làm những việc không lành, tại vì họ đang mê lầm
họ nhận thân xác này là họ, rồi họ cứ sống với cái tôi, cái ta, cái bản ngã. Nhưng họ nghĩ là tôi giỏi, tôi thông minh, nhưng đứng ở chỗ nào để mà nói tôi thông minh? Đứng ở thân xác này, thân xác này không phải là mình, đúng không? Đứng ở não, ở não mình nghĩ là cũng không phải, không phải do não nghĩ ra, tức là vị Phật bên trong của mình, quý vị hả? Cho nên luân hồi là có thật, nhân quả là có thật. Có những cái người, tại sao quý vị cứ nhìn khắp ra thế giới này, quý vị nhìn thấy có những người nghèo, người giàu, rồi người thông minh, người ngu đần, rồi người nành, người què, cũng do nhân quả và cũng do tiền kiếp họ đã từng làm thiện tích đức hay là làm ác, quý vị nhé. Nên làm sao khi quý vị nhiễu ngộ như vậy rồi thì quý vị cố gắng sống đạo đức, sống thiện lành và sống gọi là có nhiều tình yêu thương đối với tất cả mọi người, đối với người thân của mình, chồng vợ của mình, con cái của mình, bố mẹ của mình và làng xóm, gia đình, xã hội, quý vị nhé. Hợp tư chúng mình ta chia sẻ cho quý vị, không dạy quý vị ngoài cái gì là sống làm lành, tránh giữ, hướng thiện, tôn trọng luật pháp, tôn trọng chính quyền, tôn trọng đảng và nhà nước, tôn trọng từng người, đuôi mèo kẻ sức gì mình cũng tôn trọng. Ngày hôm nay qua bài pháp này, quý vị hoàn toàn nhiễu ngộ rằng kể cả người họ đang mù, đúng không, họ đang què, họ đang nghèo cũng đều là Phật, đúng không? Tại vì họ không phải là cái hình tướng đó, quý vị hiểu không? Đấy, họ không phải là cái tâm trí đầu óc đó, nhưng tại vì nhân quả trong kiếp trước họ từng làm những việc không thiện, rồi đời này họ bị què hay là bị mù hay là bị làm sao đó, nhưng mình hoàn toàn phải nhiễu ngộ rằng họ chính là Phật. Có ai có khúc mắc thì cần được khai sáng. Và quý vị để mà nhớ được cái điều này, thỉnh thoảng quý vị phải vỗ vào thân xác này, là mình ấy nói là gì? Ta không phải là thân xác này, thân xác này chỉ là công cụ của ta mà thôi, quý vị hiểu? Quý vị nhớ là như vậy. Nhưng mà biết cái thân xác này là công cụ của mình thì mình vẫn phải gọi là cho nó ăn uống, điều độ, chăm sóc nó, yêu thương nó và bắt nó tập thể dục hàng ngày để nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật và để mình có sức khỏe tốt hơn, để mình làm ăn, rồi mình giúp đỡ người nọ người kia, rồi mình thiền định để mình thăng hoa về tâm linh, quý vị nhé. Và hôm nay Tuấn Linh sẽ chỉ tiếp cho quý vị sống được mấy cái tánh Phật của mình, tánh biết của mình nhé. Tánh biết này cũng là một trong những cái tánh của vị Phật bên trong của mình. Nhưng nếu quý vị sống với cái tánh biết này thì quý vị rất là sáng suốt, quý vị sẽ làm chủ được từng hành động, lời nói, việc làm của mình mà không bị cuốn vào cái từ trường tham, sân, si, mạn, nghi, đố kỵ. Có nghĩa là thường thường quý vị đấy, có rất là nhiều người nhập vào bản ngã, nhập vào từ trường tham, sân, si, nói hoặc là sân si lên mà mình không làm chủ được mình. Mình cứ nói như kiểu là mình muốn trút hết ra, nhưng mình không biết là vô tình như vậy chính làm cho nhiều người khác rất là buồn, đau khổ vì những cái lời nói, hành động, việc làm của mình. Hoặc có khi là con nó chỉ hơi một chút thôi, nhưng mình sân si lên, mình đánh con một cách vô cớ, đánh trong cái sự bực tức ấy, quý vị không? Bây giờ Tuấn Linh sẽ chỉ cho quý vị sống với cái tánh biết của mình. Quý vị hãy lắng nghe chỗ này để tôi chỉ cho quý vị sống với cái tánh biết của mình. Và sống với cái tánh Phật của mình. Quý vị nhắm mắt lại. Quý vị phải chuyên tâm chỗ này thì quý vị mới nhận ra được, mới hiểu ra được. Và quý vị hiểu ra được, quý vị phải thực hành để quý vị luôn luôn làm chủ từng hành động của mình, từng việc làm của mình và từng suy nghĩ của mình. Khi bây giờ quý vị đang ngồi thả lỏng, quý vị biết thân xác này đang ngồi như thế này, tay đang để như thế nào, thì cái biết ý,
cái biết thân xác này đang ngồi tư thế như thế nào, đang ngồi thẳng lưng hay không thẳng lưng mặc dù mình không mở mắt, thì cái biết này mới là mình, là cái tánh Phật của mình. Cái biết đó mới là mình, cho dù mình không mở mắt nhưng mình biết à, mình đang thân xác này đang ngồi tư thế gì, tay để đâu mình cũng biết đấy. Và quý vị quay tiếp vào bên trong, quay tiếp vào bên trong xem đầu óc đấy, hay tâm trí lúc này có suy nghĩ gì không. Thì cái biết đầu óc tâm trí lúc này có suy nghĩ gì không, thì cái biết đó mới là mình, quý vị hiểu không? Còn tâm trí đầu óc có suy nghĩ cái gì chăng nữa ấy, thì cũng chỉ là thói quen thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị quay vào bên trong xem cái tâm trí nó có nghĩ gì không, thì cái biết cái tâm trí lúc này không suy nghĩ gì, thì cái biết đó là mình, cái tánh Phật của mình, quý vị hiểu không? Hoặc biết lúc này, hoặc quý vị quay vào bên trong tự nhiên có những cái tư tưởng, có cái tạp niệm nghĩ xấu ác, quý vị hiểu, nhưng không phải mình khởi lên, quý vị hiểu. Thì quý vị cái biết ấy, cái biết lúc này có tư tưởng nổi lên, có tạp niệm nổi lên, thì cái biết đó là mình, quý vị hiểu. Chứ quý vị đừng nhận những cái tạp niệm này là mình, đừng nhận những cái tư tưởng xấu ác tự nhiên nó cứ khởi lên trong đầu mình ấy, đừng nhận nó là mình, đừng đồng hóa mình với cái tạp niệm, quý vị hiểu không? Nên nhiều người không sống được với tánh biết, thế bắt đầu là cứ ngồi bắt đầu là ăn cũng nghĩ, nằm cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ. Nhưng quý vị khổ là như vậy, chính vì nghĩ nhiều quá nên mới bị bệnh tiền đình, bị chết, quý vị hiểu không? Như là trong cái thời này rất là nhiều người bị chết đau đầu, nhức óc, rồi tiền đình, cũng chỉ vì là quý vị không sống được với tánh biết này, không sống được với sự tỉnh thức này, nên quý vị quên mình là Phật, rồi cứ suốt ngày sống với đầu óc tâm trí nghĩ miên man, mặc dù quý vị thừa biết rằng ấy, nghĩ nhiều quá cũng chẳng giải quyết được gì, quý vị hiểu đấy. Thậm chí những việc chẳng đâu vào đâu quý vị cũng nghĩ, chính cái điều này làm cho quý vị hao tổn tinh khí thần, làm cho quý vị mệt mỏi, làm cho quý vị già đi và ốm yếu đi, cái thân xác này ốm yếu đi cũng chỉ vì là nghĩ nhiều quá, mất nhiều năng lượng, rồi thâu những cái từ trường nghiệp chướng về, xong tham sân si mạn nghi đố kỵ. Chứ nhiều người cứ nghĩ nhiều quá, tham sân si nhiều quá, nhìn cái khuôn mặt họ nó rất là sầu, nó không có tươi gì cả, nó không có lở ra, quý vị không? Còn một người nào họ từ bi hỷ xả, họ thả lỏng, họ buông bỏ, họ xả bỏ, họ luôn luôn bằng lòng chấp nhận, tha thứ cho mình và cho người, thì tự nhiên cái người đấy khuôn mặt người ta rất là sáng, rất là an nhiên tự tại, rất là vui tươi mọi lúc mọi nơi. Chứ tu là gì? Quý vị, tu là sửa, quý vị không? Tu là buông xuống. Quý vị như cái cốc nước nóng ấy, quý vị cầm một cái cốc nước nóng ở trên tay ấy, mà quý vị thấy nóng quá, quý vị buông nó xuống thì quý vị sẽ hết nóng ngay lập tức. Nhưng nhiều người cầm cốc nước nóng trên tay nhưng không chịu buông ra, xong cứ kêu nóng quá, nóng quá. Cũng như vậy, nhiều người kêu khổ tại vì cứ tham sân si, hơn thua phải trái đúng sai, thật giả ganh ghét đố kỵ nên mới khổ. Biết khổ là do mình tham sân si, tự nhiên mình hết khổ, quý vị hiểu không? Ai bắt quý vị không buông, ai cấm quý vị không buông, mà quý vị cứ cố tình gọi là đồng hóa mình với cái tham sân si này đấy, nắm kéo nắm giữ không chịu buông xuống nên quý vị mới khổ nhá. Quý vị buông xuống là quý vị hết khổ. Quý vị hãy nhớ một điều ấy, cứ đang cầm cốc nước nóng bỏ nó xuống tự nhiên là hết nóng. Thì cũng như vậy, nếu quý vị thấy khổ, khổ là do đâu? Là do bản ngã, quý vị hiểu không? Cái tôi cái ta, nhận cái tôi cái ta là mình, nhận cái bản ngã là mình, chứ ai nói trái ý mình một tí là mình tức, quý vị hiểu không? Tại vì quý vị nhận cái bản ngã này là mình, mà cái bản ngã này thì nó không có thật, nó là hư dối. Nhưng mà quý vị cứ nhận nó là mình, sống với nó, chiều chuộng nó,
không dạy bảo nó thành năm quý vị mới khổ. Và bây giờ cũng gọn rồi, hôm nay muốn chia sẻ cho quý vị đến đây. Và quý vị cố gắng sống với tánh biết. Chẳng hạn ngồi thiền hoặc đi đứng nằm ngồi thấy bắt đầu nó khởi ý lên hơn thua phải trái đúng sai thật giả. Thì mình kệ nó, mình sống với tánh biết, biết lúc này à. Cái tâm trí đầu óc nó cứ khởi ý lên hơn thua phải trái thật giả. Mình kệ nó, mình biết, biết lúc đấy mình đang khởi ý lên như vậy thì mình dừng. Quý vị hiểu không? Không tham sân si nữa, không hơn thua phải trái đúng sai thật giả nữa, thì tự nhiên mình có sự bình an cũng nạn. Nhưng mà quý vị phải nhớ nhá, cái tâm trí đầu óc ấy nó cũng giống như nó cũng là công cụ của mình. Thân xác này và tâm trí đầu óc cũng là công cụ của mình, quý vị hiểu. Giống như con dao ấy, khi mà cần đi chặt cây bổ củi thì quý vị phải lấy con dao ra để đi chặt cây bổ củi, quý vị hiểu. Khi chặt cây bổ củi xong rồi thì quý vị phải cất con dao đi, đừng nhận con dao đấy, đấy là mình. Quý vị hiểu không? Nếu quý vị nhận con dao đấy là mình, đồng hóa mình là con dao này, rồi quý vị sẽ khổ, sẽ làm cho mình sứt chân, què tay. Phần lớn trên thế giới này cứ nhận con dao là mình, không nhận là thân xác này là mình. Đại loại cứ đang dùng phương tiện chỉ ra chân lý cho quý vị, rồi cứ nhận con dao đấy là mình, nên quý vị mới khổ. Con dao nó chỉ là công cụ của mình mà thôi, hay là cái tâm trí đó vậy này, nó cũng chỉ là công cụ của mình mà thôi. Khi nào cần suy nghĩ tính toán việc nào, việc làm thì đó, quý vị hiểu, thì quý vị cứ suy nghĩ tính toán đấy, làm để cho nó hiệu quả nhất. Nhưng mà suy nghĩ tính toán xong rồi, quý vị buông ra sang một bên, buông cái tâm trí đầu óc này sang một bên, đừng nhận nó là mình nữa, thì tự nhiên quý vị có một cái sự an nhiên tự tại. Còn nếu mà quý vị nhận cái tâm trí đầu óc hơn thua phải trái đúng sai thật giả này là mình ấy, và suốt ngày gọi là đồng hóa mình với nó, thì cũng không khác gì quý vị nhận con dao là mình. Quý vị hiểu không? Con dao ấy nó chỉ là công cụ của mình, nó chỉ có tác dụng gọi là chặt cây bổ củi thái rau giúp mình, quý vị hiểu không? Thì cái tâm trí đó cũng vậy, cũng là công cụ của vị Phật bên trong của mình, sử dụng nó để mình làm việc gì đó cho nó hiệu quả, nó nhanh nhất đấy, và tốt nhất, quý vị hiểu. Nhưng xong rồi hãy buông nó ra, đừng đồng hóa mình với nó, thì quý vị sẽ khổ, hết khổ, quý vị nhá. Sống với tánh biết là như vậy. Và sống với tánh biết ấy, mình cũng phải dặn thêm quý vị. Sống với tánh biết là gì? À, biết lúc này mình, cái lời nói của mình lúc này là có sự yêu thương trong nó không? Hay mình nói bằng cái bản ngã, nói bằng cái tôi, quý vị hiểu. Biết như vậy, mình sống với sự sáng suốt như vậy. Hay mình giận cá chém thớt, nhiều người gọi là giận cá chém thớt, quý vị hiểu, đồng hóa mình với bản ngã này đấy, thì mình cũng phải biết, quý vị hiểu. Khi biết như vậy thì mình phải dừng. Khi quý vị thấy mình những việc làm hành động của mình luôn luôn quán chiếu xem là có bản ngã hay không, có vô ngã hay không, và mình đang nói hay là đang làm có bản ngã trong đó không, quý vị hiểu, thì quý vị phải rõ biết, quý vị hiểu. Tu hành ấy, là càng ngày mình càng phải vô ngã, càng ngày càng mình càng phải hướng thiện, càng ngày mình càng phải phát huy cái tình yêu thương của mình, quý vị hiểu. Nếu mà quý vị không khéo ấy, nhiều người tu một hồi sai đường, có nghĩa là càng tu càng bản ngã, càng tu càng tham sân si, càng tu càng nhập vào cái từ trường tham sân si, rồi tự hào. Nhiều khi mình tự hào mình là người tu cũng là bản ngã, quý vị hiểu. Hay mình sợ nọ sợ kia cũng là bản ngã. Con người chân thật bên trong của quý vị là Phật, quý vị hiểu, là Thượng Đế vô cùng gọi là bi trí dũng, quý vị hiểu, hoàn toàn sáng suốt, sống hùng sống mạnh, quý vị hiểu. Chứ con người chân thật của quý vị không có sợ đấy, không có ngại, mà vô tướng, vô chướng, vô ngại. Hôm nay Tuấn Linh chia sẻ cho quý vị đến đây. Tuấn Linh chúc tất cả các Bồ Tát đây thân tâm thường an lạc, vui vẻ, hạnh phúc.
trong mọi hoàn cảnh và tu hành thăng hoa. Và quý vị luôn luôn nhớ một điều ấy, làm sao mình càng tu ấy, càng ngày mình càng yêu thương mọi người xung quanh mình nhiều hơn, yêu thương chồng con mình nhiều hơn, yêu thương những cái người thân của mình nhiều hơn, và cố gắng mà không phán xét người khác, không tham sân si với họ. Đức Chúa nói là gì? Đừng phán xét để bị phán xét. Có nghĩa mình đừng có phán xét chê bai người khác rồi để người khác nặng cũng phán xét chê bai mình. Mình không phán xét chê bai người khác thì tự nhiên họ không phán xét chê bai mình. Còn thậm chí mà họ có phán xét chê bai mình cũng kệ, mình cũng buông. Tại vì mình hoàn toàn biết rõ và nhiễu ngộ rằng mình không phải thân xác này, mình cũng không phải là cái bản ngã hư dối không có thật này, mình là Phật. Đấy, mà Phật là từ bi thì xả. Hôm nay quý vị có hoàn toàn tin tưởng quý vị là Phật chưa? Đấy, khi quý vị hoàn toàn tin tưởng quý vị là Phật như vậy thì quý vị phải hoàn toàn sống với cái tâm từ bi yêu thương, và quý vị thì xả, và quý vị bằng lòng chấp nhận cái gì đến và đi. Quý vị học tất cả đều có nhân có quả, quý vị học có thiện có ác, nên mình không có nắm giữ nắm kéo cái gì cả. Nhưng quý vị sống ở trên nhân gian này thì cũng phải sáng suốt, quý vị học, chứ không phải là mình tu rồi xong ai đến lấy cái gì, lấy tiền lấy của mình cứ để cho họ lấy, cũng phải, quý vị học. Tu đây là phải sáng suốt. Đấy, học công việc làm ăn gì đó mình phải làm ăn thế nào để cho sáng suốt hiệu quả nhất. Đấy, nhưng mà làm ăn trong gọi là lành mạnh, quý vị học, trong thiện lành, mình không có làm những việc gọi là trái với lương tâm đạo đức. Xin phục hồi cho con được tình bạn chia sẻ. Ok. Con đứng lên. Con đứng lên, con đứng dậy nè. Con ngồi. Đứng lên. Đứng lên. Con đứng sát rồi. Con cảm tạ tổ tối cao, con cảm tạ những sư vị quan, con xin rất biết ơn mọi ngày hôm nay là con được cái duyên lành là được cộng tu cùng các thiền sinh tại nhà con ạ. Con xin sư cho con được chia sẻ từ cái duyên lành con được là học trò của những sư từ tháng 7 khi ngài từ Cộng hòa Séc ngài về Việt Nam, ngày mở khóa thiền tất tại Quảng Tây. Con tham gia cái khóa tu đó thì con được ngài khai sáng về kinh điển Đức Phật Thích Ca, đó là tứ tiệt đế, đất nước gió lửa, khổ đế, độc đế, tiệt đế và đạo đế. Khổ đế là sinh lão bệnh tử, độc đế là mê muội. Chúng ta nhận cái thân xác này là mình, tâm trí đầu óc này là mình. Tiệt đế là chúng ta được khai sáng không nhận thân xác này là mình, sống với tánh biết, diệt trừ bản ngã. Đạo đế là chúng ta tự đi tìm chân lý, hành chứng ngộ. Ngài khai sáng cho chúng con có được con người chân thật với pháp chứng ngộ trực chỉ trung tâm. Thiền để làm gì? Niệm Phật để làm gì? Khi chúng ta niệm Phật, chúng ta quên mình là Phật thì đó là niệm trong lê lầm. Thiền là nhớ lại mình là ai, mình không phải thân xác này, mình xuống thế giới này để trải nghiệm, học những bài học, lắng nghe và sửa đổi. Nghe như không nghe, thấy mà không thấy, nghe trọn lọc, không chất vào trong người để tu trong gia đình, đời sống hàng ngày, tu dưỡng trợ trời, không chất vào vọng nghiệp, nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt, nó còn rồi nó mất. Ngồi thiền sống với sự tỉnh thức, sống với tánh biết, sống với sự sáng suốt, luôn hướng tới mắt trí huệ, sự an lạc, chân thiền. Chúng ta ngồi trong tĩnh lặng, câu thông với Thượng Đế, câu thông với Phật Trời. Ngài tẩy rửa những ô trược cho mình. Ngài dạy chúng con là Phật và thấy ai cũng là Phật. Như ân sư của con,
các con kính trọng ta thì các con cũng kính trọng chồng con của các con. Sau 7 ngày thì các thầy trò chia tay nhau, mỗi người về nơi con nhận về được những tình cảm yêu thương ấm áp, chỉ gặp nhau lần đầu mà những sự gần gũi như anh chị em nhiều đời mình biết của nhau đó ạ. Sau đó ngài về đi dọc, ngài trở về, ngài đi dọc đất nước Việt Nam để ngài hóa giải nghiệp chướng cho cả Nam Bắc được bình an. Tháng dài tất cả ngài trở về rồi ngài là tụ họp chúng con tại quê hương Nam Định ngày nào để ngài cho chúng con trải nghiệm nghe pháp ngồi thiền để nhớ lại mình chính là Phật, ông Phật ở bên trong mình luôn quay lại bên trong để được khai sáng từ mắt trí huệ. Ngài dạy cho chúng con thiền từ cách đi đứng nằm ngồi ăn nói có trí huệ. Con xin cảm ơn. Cảm ơn con. Con nên nắm rất là chắc cái giáo lý của ta. Vì con cũng cố gắng áp dụng ngày như vậy để cái sự tu hành con thăng hoa rất là nhanh. Và các con đấy cũng cố gắng ấy, nắm vững cái giáo lý này đấy, và hàng ngày tụng niệm hành trì thì tự nhiên các con có sự an lạc, bình an ở trong tâm đấy, và cái sự bình an này nó sẽ lan tỏa sang người thân của con. Khi các con thực sự sống với lòng từ bi yêu thương và có cái sự hỷ xả như vậy thì tự nhiên là cuộc đời của con sẽ thay đổi, thậm chí là cái sự tu hành của con sẽ giúp cho người thân của mình cũng được thăng hoa theo con. Cảm ơn con. Và hôm nay có một đáng lý ta không muốn nói nhưng mà để nói cho con biết, hôm nay các con nhận được cái pháp đốn ngộ này đấy, thì là tổ tiên 7 đời nhà con đều được siêu thăng hết nhá. Có nghĩa là gì? Những cái tổ tiên ông bà của con trước đây mà chưa được siêu thăng ấy, chết rồi mà chưa được siêu thăng ấy, thì hôm nay vị Phật bên trong của ta đấy, Minh Sư Tịnh Quang đã đưa những cái linh hồn này về Tây Phương Cực Lạc đấy để làm phước đấy, đời đời trên đó để được sống ấy, Phật Bồ Tát ở trên đó, cũng là nhờ công đức tu hành của con, nhờ được công đức tu hành hôm nay các con được đến đây đấy, nhận ta làm ân sư và các con được khai mở thiên nhãn đấy, Phật nhãn đấy, công đức này đã giúp cho người thân của con thăng hoa. Cho nên trong kinh nói là gì, một người tu cửu huyền thất tổ được nhờ đấy, nhưng mà các con tu với ta, các con chuyên tâm luôn luôn giữ đức tin với ta thì các con sẽ được giải thoát ra khỏi tam giới. Còn người thân ông bà tổ tiên nhà mình đấy, không tu thì cũng được nương nhờ cái công đức của con đấy, được vị Phật của ta đấy, được Minh Sư Tịnh Quang đưa về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đấy, hưởng phước trên đó. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới thứ hai trong tam giới các con nhé. Còn các con ấy, khi các con tu cái pháp đốn ngộ này đấy, hành thiền như vậy và được khai mở thiên nhãn như vậy, các con sẽ được khi mà bỏ cái báo thân này các con sẽ ra khỏi tam giới con nhé. Nhưng mà điều quan trọng nhất ấy, để mà làm sao con sống tu hành mà được giải thoát hiện tiền, có nghĩa là gì, các con sống với tánh biết, sống với sự sáng suốt, từ bi hỷ xả buông bỏ, không còn tham sân si mạn nghi đố kỵ nữa, thì ngay những lúc đó các con đã được giải thoát rồi các con nhé. Khi nào mà tâm các con thanh tịnh, khi nào mà con từ bỏ được cái tham sân si mạn nghi đố kỵ thì trong tâm không còn khúc mắc, không còn vướng mắc gì đấy, không còn hơn thua phải trái đố kỵ, không còn sự đấu tranh rằng sẽ ở bên trong tâm, thì chính giây phút đấy là các con được giải thoát hiện tiền con nhé. Và các con cứ hành thiền, ngồi thiền, rồi vị Phật bên trong của ta Minh Sư Tịnh Quang sẽ đưa linh hồn các con đi trải nghiệm trong những thế giới tâm linh. Khi đó các con biết rõ rõ ràng ràng là linh hồn bước ra khỏi thân xác như thế nào đấy, và đi trải nghiệm trên, có thể đến được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, rồi có thể sau đó quay lại nhìn cái thân xác này, là nhìn thân xác này, rồi sau đó bước vào thân xác này rõ rõ ràng ràng đấy, chắc chắn tuyệt đối là như vậy. Và trong số này có những người học trò của ta như bạn Thư này, bạn Thu này và bạn Liên, bạn Thúy kia và một số người nữa,
đấy cũng đã được trải nghiệm như vậy rất là nhiều rồi. Và điều quan trọng nữa, các con cứ khiêm nhường khiêm cung, đến một lúc nào đó các con sẽ câu thông được với vị Phật ở bên trong, bằng Phật ngôn ở bên trong các con nhé.